con nhé. Ti nè, Ti dậm lên chân chị đau này, thấy không? Chân chị đau này, không được dậm lên chân chị đau, nghe chưa? Ngồi xuống đây, đây con ngồi, con ngồi, con cầm cái này, cầm cái này chơi. Để yên đi, để yên đi, mẹ mang mẹ bôi thuốc con nhá. Không được nghịch nữa nghe chưa? Đau không? Đau không? Yên đi, đi đi, để yên mẹ lau cho chị nhá. Từ từ con. Đi ngồi yên nào. Rồi, ngồi xuống đi. Cái này miếng bông mà, miếng bông để lau chân mà. Rồi, ngồi yên. Cái này mẹ dán cho nhá. Đi ngồi yên đi. Đây con để yên đây, không đau chân này. Yên lại dán cho. Rồi, đặt tia cái đấy. Đây con mẹ này. Để dán lại cho con cho đỡ đau nhá. Thuộc cho đỡ đau nha. Rồi, đến lượt Ti nào. Ti ngồi đây. Ti ngồi dịch lại đây. Ngồi dịch lại đây để mẹ dán cái tay con nha. Đừng có động vô chân chị đang đau nha. Nào, ngồi đây. Để yên mẹ bôi thuốc cho Ti nha. Nó bò ạ con. Rồi từ từ. Từ nha, để mẹ bôi mẹ. Dính lại cho Ti nào. Không có cái à, để mẹ dính cái băng dính cá nhân này lại cho Ti luôn. Ti để yên nha. Rồi nghịch con. Đổ hết ra quần. Đây này cho con cái này. Cho con cái này này. Ti để yên nha. Yên đi. Ti để yên cái tay đây nha. Nào để yên mẹ cắt bông vô này. Đâu rồi tay con, cái chân đau của con đâu rồi? Chân đau của con đâu? Con đưa ra đây mẹ xem nào. Đây chân đau bên này. Bên này. Đấy. Đấy thấy chưa? Đau chưa? Không có nghịch nữa nghe chưa con? Để yên em đau lắm. Em đau lắm. Ti ngồi lại đây. Đây này tay em cũng đau đây này. Thấy không? Tay em cũng đau, chân chị cũng đau này.